Bắc Ninh thi thể bà Nguyễn Thị Nhung, 55 tuổi được phát hiện tại nhà riêng ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, camera an ninh bị vô hiệu. Sự việc được phát hiện lúc 17 giờ ngày 21 tháng 2. Ông Nguyễn Văn Tiệp, 59 tuổi đi làm về thì phát hiện vợ đã tử vong, chiếc xe máy lít biến mất. Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh Mạnh Hải. Ngày 22 tháng 2, Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận đây là vụ án mạng. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện camera an ninh trong nhà đã bị vô hiệu. Lãnh đạo phường Võ Cường cho biết vợ chồng bà Nhung sống cùng hai con trai, song thời điểm xảy ra án mạng chỉ mình bà ở nhà. Thông tin về sự việc hiện chưa được cơ quan công an cung cấp. Let's Block X, Y.